cây sữa là bằng thép chứ không phải bả. Em chú em nhớ chị, chú em nhớ chị. Rồi, mưa nữa rồi. Chuyện ông buồn buồn nữa rồi đó. Vô mùa rồi. Năm nay mưa nhiều. Năm nay mưa sớm mà mưa nhiều nữa. Cho hạt lục rồi chơi. Cái đứa chạy lũ rồi chơi. Cái đứa chạy lũ. Cái đứa chạy lũ. Ê, qua vừa qua hồi mình thấy không mua một hộp thì thấy. Chạy về tới giờ nó luôn không mua một hộp luôn. Chị ở lại chiều là mưa rồi đó. Ừ đúng rồi, chiều mới mưa hết trời. Vào lại giúp em nha cái chị đẹp ơi. Vào lại giúp em. Cái cọc hàng mẫu của cái đầu đùi nãy còn không, có thể đưa chị có thể. Ê, mấy cái bộ mà em soạn ra đó. Rút kia vừa lên cho mấy chị. Đang coi bị nó không, em tắt á chị Kim Lân Trần ơi, em tắt cái like đó, em vô lại cái like mới đó. Cái like đó nghiệp quá giờ. Cái like đó em nghiệp quá, em tắt. Xíu màu à. Ít xíu sắc. Chịu mặc cái đùi về đi, đưa cáo ra đây chị, về chị đạp cái bên hông này cho thấy lấy cái kẹp dài lại luôn. Chịu mặc cái bộ đùi về đi, có cáo mặc bộ đùi cáo rõ cái cáo đây chị đạp cho mình biết mai tay hả. Ở nhà em cũng có bao nhiêu mà cũng mình biết em giặt rồi chứ, giặt rồi mặc luôn phải không, để cho mát hả. Được, có đây chị đạp. Bữa giờ em bỏ em quên luôn á. Dạ ok, em cảm ơn chị Kim Thoa rất là nhiều ạ. Rồi, chị đẹp nào xem đùi lại, em dơ đùi lại cho các chị xem nè. Đùi là em còn size nhỏ thôi nha các chị ơi, em không có size lớn nha. Đùi này em còn được size 1 với size 2 à. Size 1 47, 48 kg trở lại mặt dừa. Size số hả? Chị đẹp mặc bộ đó size mấy nhỉ? Size 1 hả? 1 hay size 2 ta? Xe 1 hả? Xe 1 mà chị đẹp mặt còn thoải mái luôn à. Ừ, đúng không? Ừ, còn có dáng thoải mái. Cái này vô hết hồn luôn. Thật bất ngờ cho cái em. Eo 72, 75 hả? Eo chị nhiêu? 72 hả? 72 mà mặt còn thoải mái luôn. Rồi, cái chị đẹp nhà em ơi, cái chị đẹp chốt giúp em nha. Bộ này là 95.000 hai bộ. Size số 1 là 48 kg trở lại và size số 2 là 53 kg trở lại. Cái chị đẹp nhà em mặc dừa. Cái này là ton giúp em luôn nha. 95.000 hai bộ cái chị. Cái này các chị đừng có lựa màu giúp em nha, tại nó nhiều dữ lắm. Ví dụ như các chị lấy hai bộ thì em lấy cho chị hai màu khác nhau, bốn bộ thì bốn màu khác nhau. Chị nào có con gái cháu gái hoặc chị nào nhỏ nhỏ người mặc mấy bộ này giúp em. 95.000 hai bộ, em có size 1 với size 2, các chị lấy bao nhiêu combo thì nói em ha. Hai bộ
là một combo hai bộ 95.000. Rồi, nãy em vừa sọc sơ sơ lên cho mấy chị coi này, màu sáng không à, màu trẻ đẹp luôn, sáng chân đồ mặc ngủ nha. Đó. Nhiều bông lắm, nhiều họa tiết lắm nên là em không có lựa cho mấy chị được. Đó. Cứ hai bộ là hai bông, 4 bộ là 4 bông, 6 bộ là 6 bông. Ủa, 6 họa tiết. Em chào cả nhà nha, em chào cả nhà. Rồi. Đây nha cái chị đẹp nhà em. Mưa cái em cũng buồn theo nó luôn. Trời, màu vàng này đẹp nè, mấy chị màu vàng này mặc lên trắng lắm đó. Đây cái chị đẹp nhà em nha. Rồi, ok chị Linh Phương, cái này là bao trẻ luôn chứ đẹp ơi. Để em lựa cho. Bộ này trẻ trẻ không à. Em lấy bộ màu vàng luôn bé Thủy. Vàng màu hồng đi. Hồng có rồi, lấy bộ màu vàng đi. Màu vàng, ừ màu xanh cũng được. Xanh lá. Được không? Được. Trong đây có một bộ nè. Trong đây có một bộ dễ thương lắm nè. Ừ. Bộ này nè, bé Thủy đó. Bộ chị đẹp ship á. Hồi nãy chị dơ lên đó. Ba bộ. Xanh. Ờ màu sọc. Đúng rồi, lấy cái màu sọc đó đó. Rồi đúng rồi đó chị, 4 bộ đó đó. Rồi chị Linh Phương ơi. Chị 10 bộ hả? Chị 10 bộ size số mấy chị ơi? Chị lấy 10 bộ size số mấy? Cái này em đang lấy cho chị là size số 1 nè. 10 bộ 10 bông đi. Cái này em có hình như chắc cũng được 10 cái sọc cho chị luôn đó. Chị lấy size số mấy em lấy cho. Dạ chị Hồng Thu Võ ơi, đã em không có cho lựa rồi thì em dơ như vậy được rồi chị, còn bung ra làm chi nữa. Bung ra cũng đâu có lựa được đâu. Nè, nó nói là nó sáng như thế này nè, trời ơi mình nhìn vậy là mình biết rồi mấy chị, còn kêu em bung ra làm chi nữa. Nha. Vậy là 5 bộ size 1, 5 bộ size 2 hết chị. Nè, trời ơi nhìn giùm em đi mấy chị, cái nào mà mình đơn giản được mình đơn giản giùm em ha. Chứ bung ra làm chi mất công ngồi ship. Nè. Vậy là mình nhìn vừa, mình nhìn ok rồi. Đó. Đồ đùi, chị nhé, đồ đùi. Áo dây, quần đùi. Màu sáng chân, đồ ngủ mà. Size số 1 là 48kg trở lại mặt dừa, size số 2 là 52-53kg. Nè. Em dơ như vậy không? Em khỏi bung ra đỡ mất thời gian mấy chị. Bung ra mấy chị cũng đâu có lựa được đâu. Còn chị nào mà sợ mà xấu, sợ em lấy hàng xấu cho mấy chị thì cái chị sợ thì mấy chị bỏ qua giùm em lựa cái khác nha. Nè, đẹp đẹp không à. Màu rất đẹp nha. Bông họa caro, sọc tiết sọc 1 và 2. Đồ ngủ nha chị ơi, quần đùi áo dây giúp em 95.000 hai bộ. Nhưng mà em không có size bự, em chỉ còn size 1 với size 2 không à. Rồi 5 bộ size 1, 5 bộ size 2, 10 họa tiết ha. Rồi ok chị Linh Phương. Em bấm bill chưa vậy chị? Dạ em cảm ơn chị Tí Nị rất là nhiều. Sọc là 95.000 hai bộ. Cái chị đẹp nhà em ơi, 95.000 hai bộ. Còn em đang mặc là ton nhung lỡ là giá 105.000 một bộ nha. 105.000 một bộ. Ton nhung thì nó mắc hơn nha. Còn hồi nãy em dơ lên với mấy chị là ton hay da cái chị. 10 bộ đồ. Dạ hả? 450. 450, 10 bộ đồ mặc đã đời luôn mấy chị, mặc nguyên năm luôn. 10 bộ là mặc nguyên năm luôn đó. Rồi mưa rồi mấy chị, không có size 4 chị Diễm Kiều ơi, bộ em mặc thì có size 4 nha, nhưng mà bộ em mặc là ton nhung là giá 105.000. Em có size cho cái chị từ 45 đến 75kg. Rồi bây giờ em lên mẫu khác mấy chị. Mưa em nói mấy chị nghe rõ không các chị ơi? Nó có bị ồn không ạ? Em nói các chị nghe rõ không các chị?
Nghe rõ đúng không? Rồi, ok, em lên tiếp cho các chị nha. Rồi, có mấy bộ đồ ngủ thun nè, có chị nào lấy thì lấy nha, size 2. Nghe rõ lắm, ok chị. Hên là xài mít đó mấy chị, chứ xài mà điện thoại là nó ồn lắm. Rồi em còn mấy bộ đồ là mấy bộ đồ đùi thun nè, đùi thun 50 bộ này bán nhiêu ta, 45.000 bộ đi mấy chị ơi. Còn mấy bộ à? 45.000 đi ha, đồ thun đi. Còn mấy bộ à, bán vừa tặng cho mấy chị luôn nè. Bộ này size 60 65 kg nha. Bộ này 65 kg trở lại mặt dừa. À, 63 đi canh cho mấy chị 63 hả? 65 kg hay mặt size 4 dừa không biết thầy. Rồi 65kg trở lại nha các chị ơi. Em còn bộ này 45.000, lên giúp em 45 cam. Cái này là thun nha, thun rất là đẹp luôn, 45.000. Em có hai bộ size số 4, các chị lên giúp giùm em là cam 4. Cam 4, 45.000 một bộ. Rồi bộ này lên hồng phấn. Hồng phấn em còn size 2, 55kg trở lại mặt dừa. Và size số 4 là 65kg trở lại, 45.000 bộ luôn, đồ thun đùi dễ thương lắm mấy chị. Này là đà hàng em may nhà em nha, chị đẹp nhà em nè, rất là đẹp luôn. Em với Thủy có cam mà chị chưa có rồi. Rồi lên giúp em màu hồng phấn nha. Màu hồng phấn em có size 2 với size 4 mấy chị. Size 2 55kg trở lại mặt dừa. Và size số 4 là 65kg. Không có tôn giả váy chị Nguyễn Giao ơi. Cam 4 với hồng 4 em chốt cho chị Ngọc Sòn. Em chào chị admin Vĩnh Lộc. Rồi bộ này là quần lở cái chị. Quần lở này em còn được hai bộ size số 2, 55kg trở lại mặt dừa luôn. Cam đùi không có size 5 chị. Cam đùi em còn size 4. Alo vậy Diệu Nghi ạ. À, chị lấy 4 bộ á hả? 4 bộ là chị lấy size mấy chị? Size mấy? Em không có size 3. Bộ đó em có size 2, 52kg trở lại à. Dạ. Rồi chốt em bộ này nha các chị đẹp nhà em. Mã này lên giúp giùm em mã M2. Mã M2 quần lở 45.000 luôn. 45.000 luôn các chị, quần lở 55kg trở lại mặt dừa. Giả thun nha. Cái này là giả thun có co giãn. 45.000 em còn được hai bộ mã M2, 55kg trở lại mặt dừa. Còn có mấy bộ này em xả cho mấy chị luôn. Rồi hai bộ lụa 65.000 bộ. Hai bộ lụa 65.000 bộ 50kg trở lại mặt dừa màu cam đất. Chốt giúp em màu cam đất cái chị, 50kg trở lại mặt dừa màu cam đất. Hai bộ. Mã M2 cho chị Loan Nguyễn một bộ, chị Ngọc Sòn một bộ. Rồi cam đất này là 50kg trở lại mặt dừa ha, 65.000. Hai bộ lụa giúp giùm em. Hai bộ lụa. Alo giờ Diệu nghe ạ. Em đang like á chị. Dạ. Đồ ton ngắn tay. À, đồ ton ngắn tay là size số mấy chị? Quần dài á đúng không? Dạ. Dạ dạ, chị mặc size số mấy? Nhưng mà chị mặc size số mấy em mới biết còn hay không? Size số 2 hả? Size số 2 em còn đó chị. Còn mẫu đè bông đẹp không? Thì mấy cái bông em lên đó chị, nói chung là ton nhung á, là bông nó cũng na ná nhau rồi chị, nó không có khác nhau nhiều. Dạ. Cái bộ của chị đấy thì chị nói để chị phải hỏi để nó để điện hỏi em coi em còn không? Dạ. Không mấy đây, cái mã mấy đây chị cũng không biết. Dạ. Dạ nói chung á nó bông nhỏ thôi, đừng có bông bự có không? Không chị, ton nhung là nó bông nó cỡ cỡ vậy đó, nó không có cái bông nhỏ. Không, cái của chị là chị thấy là nó rồi vậy thôi chị lên chị lựa giùm em đi chị nha. Ủa thử
Dạ. Like không thấy ta. Rồi, vậy chị nha. Dạ dạ. Tại em đang like rồi. Còn bộ này nữa hả chị? Rồi, bộ này nha các chị đẹp ơi. Bộ này em còn được bộ size số 5 nè. 65 70 kg. 45.000 luôn, lên giúp em mã M5. 65 70 kg lên giúp em mã M5 nha, chất thun luôn. Mã M5, mã M2 em hết rồi. M2 cho chị Loan Nguyễn với chị Ngọc Sòn, mỗi chị một bộ là em hết. Rồi bây giờ em lên pyjama cho mấy chị nha. Mã M5 cho chị Nguyễn Quyền. M5 cho chị Nguyễn Quyền là em hết, 45.000 một bộ. Rồi gọi là ghẻ sình luôn. Ghẻ sình luôn mấy chị ơi. Rồi, tiếp nha các chị ơi, em lên bộ pyjama cho các chị nha. Bộ pyjama hàng mango với hàng Latin. À, lên cái bộ đùi đi bé Thủy. Bộ đùi hôm bữa mình bán đó bé Thủy. Lên bộ đùi đó trước đi. Bộ đùi này mấy chị muốn mua mặt nhà nè. Đùi mặt mát lắm nha các chị. Chất vải mango giúp em nha. Mango xịn sò luôn. Bộ này hôm bữa mình canh nhiêu ký ta? 65 kg hả bé? Rồi bộ này 65 kg. Trở lại cái chị đẹp nhà em mặt dừa nha. Hàng mango nha các chị. Đùi hồng em không có size số 5 chị Nguyễn Quyền ơi. Rồi bộ này size 65 kg các chị. Cái hàng này là vải mango nha. Cái áo của nó sẽ may cái form dài như là phủ mông cho các chị luôn nè. Hàng mango xịn nha các chị đẹp nhà em. Size 65 kg. Trở lại cái chị đẹp nhà em mặc dừa. Dừa không? Bữa hả mình canh 65 hả? À rồi ok em. Rất là đẹp nha các chị ơi. Bộ đùi này đẹp lắm nha. 65 kg trở lại. Em săn cái quần ngố của em lên đấy mấy chị. Đùi nha các chị, cái phơm áo nó vậy nè. Ở đây nó có hai cái túi luôn. Hả? Kéo xuống, kéo xuống. Đó. Đó, chị nào mà mặc đồ ở nhà là như thế này là ok ha. Bộ này là tầm khoảng 50 kg nha. 50-52 kg trở lên đến 65 kg trở lại. Hàng resize, cái chị đẹp nhà em mặc dừa. Rất là đẹp nha các chị. Cái áo của nó may là nó may dài vậy luôn nè. Đó, cái chị mặc rất là đẹp. Em săn nó tuốt trên vậy nè. Đó. Đó, chị nào mà model mà thời thượng ha, chút xíu ha, là cái chị mặc mấy bộ này. Rồi bộ này hôm nay em sale cho các chị. Bộ này hôm bữa là em bán 135.000. Hôm nay em sale cho các chị bộ này giá còn bao nhiêu đây ta? 115.000 nha. 115.000 một bộ. Ok nha, chị nào muốn mua thêm thì các chị mua. Bộ em đang mặc các chị lên giúp giùm em là mã chữ. Lên giúp em mã chữ nha. Chữ đen. Bộ em đang mặc cái chị lên giúp em là chữ đen hàng mango nha các chị đẹp nhà em. 115.000 quá rẻ luôn. 65 kg trở lại mặt dừa. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã vàng. Nhìn cái tem là biết nó xịn rồi ha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã vàng các chị. 115.000 lên giúp giùm em là kẻ vàng. Chốt em mã kẻ vàng nha. Á à, bé Thủy lên giúp giùm em mã này là mã màu dưa cải. Lên giúp giùm em là mã dưa cải đi các chị đẹp nhà em. Mã dưa cải nha. Chốt em màu dưa cải. 65 kg. Quần nó có hai túi hai bên giúp em luôn nha các chị. Quần rất là đẹp luôn nè. Size 65 kg trở lại mặt dừa. Chốt giúp giùm em mã này là mã dưa cải. Lên giúp em dưa cải. Kẻ vàng em chốt cho chị Nhung Mai. Kẻ vàng em chốt cho chị Nhung Mai. Em là 1m58, em 48 kg, em mặc nó cũng được luôn nè mấy chị. Tại đồ mặc nhà mình không cần phải ôm, không cần gì chân á, mặc rộng thoải mái như thế này nó mới model nha. Chị nào mà model trẻ trung tí xíu là cái chị mặc mấy bộ này rất là sang. Trời ơi, lên giúp em bộ này, bộ cam đi mấy chị, trắng mà lên cam cái vải đã lắm nha cái chị, vải rất mát nha. Size 65 kg trở lại mặc dừa.
lên giúp dùm em mã này là mã cam. Kẻ cam giúp em, kẻ cam. Chốt em mã này là mã kẻ, kẻ trắng. Lên giúp em bộ này là mã kẻ trắng ạ. Kẻ trắng. Kiểu như áo giấu quần vậy đó nha các chị. Đầu này các chị mặc lên giống như là giấu quần vậy đó. Cái áo nó dài. Rồi. Chốt em bộ này là bộ kẻ xanh. Chốt em kẻ xanh. Tầm khoảng 52 53 kg đến 65 kg các chị mặc ok. Rồi chốt giúp em. Cái quần đùi này các chị mặc riêng ở ngoài cũng được. Quần đùi này các chị mặc với áo thun ôm ha này kia đó, chị thích mặc nguyên bộ thì các chị mặc, còn không các chị mặc với áo thun ôm cũng ok. 115.000 luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã chữ vàng. Hồi nãy là kẻ vàng, cái này là chữ vàng giúp em nha. Em đang mặc là chữ đen. Chữ đen nha các chị đẹp. Rồi lên giúp em mã chữ vàng. Chữ vàng giúp em. Chốt em mã chữ vàng. Nè bé thị. Chốt em chữ vàng. Ồ cái bộ chữ trắng này đẹp quá chị. Lên giúp em mã này là mã chữ trắng. Chốt em mã chữ trắng nha. Chữ trắng. Chốt em mã chữ trắng. Rồi bộ này lên giúp em chữ da. Chốt em mã chữ da đó chị. Chữ da nha. Chốt em mã chữ da. Chốt em mã chữ da cái chị, chữ da. Chốt em mã chữ da nha. Rồi lên giúp em mã này là mã chữ hồng cái chị, chữ hồng. Còn con lửng nha chị ơi, còn con lửng phối nha. Rồi lên giúp giùm em mã này các chị, lên giúp em mã này là mã chữ hồng. Rồi bộ cuối cùng là chữ xanh. Chữ này lên giúp em là mã chữ xanh. Chị Thanh Thanh, chị bơm em lần này là lần thứ hai rồi đó chị nha. Chị bơm em lần này lần thứ hai rồi chứ không phải lần thứ nhất. Gọi điện hoài không có bắt máy. Gọi điện hoài không bắt máy 2 ngày rồi. Làm cái gì mình mua hàng mình biết, mình nhận hàng thì mình làm ơn mình bắt máy giùm em một cái. Có cái gì thì nói, bu tá gọi cũng không bắt máy, em gọi cũng không bắt máy, gọi hai ba ngày liên tiếp không bắt máy. Tới chừng mà em nhắn tin á, em nhắn tin em chửi mấy chị, em nói nặng nói nhẹ mấy chị mới chịu trả lời. Còn nói chuyện bình thường mấy chị không có trả lời, gọi điện không có bắt máy. Ngộ vậy đó. Em để ý rất là nhiều lần luôn rồi mấy chị, những chị mà em nhắn tin, em nói chuyện đàng hoàng, em gọi điện nha, không bao giờ bắt máy, cũng không bao giờ thấy gọi điện lại. Nhắn tin đàng hoàng cũng không bao giờ trả lời. Đợi chừng nào mà mình nói nặng nói nhẹ, mình nói chừng nào mà cái miệng của em nó mang nghiệp á, mấy chị mới chịu trả lời em. Sao ngộ vậy? Mình nhà mình có công chuyện, đâu phải là em không biết thông cảm cho mấy chị hay là em không biết trước biết sau đâu. Thì có vấn đề gì thì mình nói để em biết, em xử lý đơn. Trong khi đó là trên hệ thống á, của Viettel á, họ đưa lên á, là đưa lên hệ thống trong vòng 3 ngày mà em không xử lý đơn là tự hệ thống nó sẽ tự động nó diệt hoàn. Lúc đó nó càng thêm lu bu hơn nữa. Rồi phải hoàn về và phải gửi tới gửi lui cho mấy chị nữa. Công việc thì ai cũng có hết nha, công việc ai cũng có hết. Nhưng mà mình mua hàng thì mình phải biết, mình phải có trách nhiệm, mình cũng phải nói cho người ta biết coi mình bị cái gì, mình có công chuyện gì. Thì em mới biết em đường em xử lý đơn cho mình. Còn cái này không có nói, không có gì hết trơn á. Gọi điện không bao giờ mấy chị bắt máy hết trơn á. Nhắn tin chừng nào phải nói nặng, nói nhẹ mấy chị này kia, mấy chị mới chịu trả lời.
mà đơn này là đơn thứ hai là em gọi em ấy cho chị rồi đó, em gửi cho chị rồi đó. Đơn trước là bơm hàng, đơn này cũng mày chen vậy gọi tới không bắt máy. Rồi chị kêu em đừng có nói kia chị. Bi lẫn chị cho em cân nặng chiều cao đi chị Xuân Lê. Chặn cái bà này đi. Mai mốt chị đừng có lên chị mua nữa chị mua lần nào á, lần trước em giao cho chị á, gửi tới chị kiểm tra hàng, chị nói chị mặc không vừa, mà trong khi đó chị đâu phải là chị to đâu, muốn bơm là nói cái gì cũng được hết trơn á. Em bán hàng riết em không có hiền nữa, em muốn hiền với mấy chị em cũng không có hiền được nữa. Nhắn tin đàng hoàng thì không trả lời, để người ta nói nặng nói nhẹ mình cái lên cái bắt đầu chửi ngược lại người ta. Năm mươi ký cao 1m57 là mặc size số 2 chị Xuân Lê nha, mẫu bi đó là chị mặc size số 2. Rồi để em lên cái bộ cô tông dẻo cho cái chị nha, bộ cô tông dẻo bi size số 2 là em còn nhiều lắm, 155.000 hai bộ giúp giùm em. Bộ lửng ống rộng 70 kg là bộ cô tông dẻo luôn đó chị Duy Thanh ơi, chị 70 kg chị cao bao nhiêu ạ? Chị đẹp quay quanh đây chị đẹp rút ra giùm em đi. Đó để đó đi bé, chút xíu lên. Bữa nay lên không còn ngày hay gì. Lên không đúng giờ linh hay gì á mấy chị. Bực mình dễ sợ, 10 lần như 10 vậy đó. Đây bộ này nha các chị ơi, bộ cô tông dẻo giúp em nha, bộ cô tông dẻo em đang mặc là size số 2, 55 kg trở lại mặc vừa uống miếng cà phê sữa hạ quả cả. Một mét sáu 70 kg mặc bộ này size số 5 giùm em chị, 155.000 hai bộ. Đồ giả váy chị Lon Chi, đồ giả váy chị muốn mua đồ giả váy thì sao ta? Chị muốn mua giả váy màu, cái mẫu hôm qua em like là chị thấy chưa chị?
rồi bộ em đang mặc nha. Chất vải nè các chị, 155.000 hai bộ. Chất cô tông dẻo, bộ này các chị mặc co giãn nhiều. Co giãn 4 chiều luôn nha. Rồi bộ em đang mặc là 55kg trở lại mặc vừa. Mẫu em đang mặc hết chân size 6 rồi chị. Chị Lon Chi, đơn của chị Lon Chi là em đang nhờ bưu điện coi để giao lại cho chị đó chị. Đơn của chị tới lâu rồi mà em không biết sao bưu tá không có liên hệ với chị để giao hàng. Em mới nhờ giao lại hồi sáng á. Mới nhờ xử lý đơn lại hồi sáng á. Có gì chị chờ giúp em nha. 1-2 ngày nữa coi mấy bạn xử lý sao rồi có gì em xử lý tiếp. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu xanh biển các chị, bi xanh biển nha. Rồi size số 2 là em có bi xanh biển là size 55kg trở lại mặc dừa. Size số 5 em còn nha các chị ơi. Rồi lên giúp em bộ này là bi xanh đen. Bộ này chốt giúp em bi xanh đen nha các chị, cô tông dẻo. Chị nào mặc cái này rồi thì các chị biết cái chất liệu vải rồi ha, rất là ok luôn. Dạ nó bóng mịn lắm nha mấy chị. Nè lên giúp giùm em mã này là bi xanh đen các chị, bi xanh đen size số 2. Rồi em có bộ này là bi xanh riêu luôn, lấy bộ em đang mặc. Không, cái đó tại bưu tá dưới bưu cục hình như là không có đủ nhân sự để đi giao á chị. Em nhờ xử lý đơn rồi chị chờ giúp em đi. Rồi bộ em đang mặc, bộ em đang mặc là chị Sương Lê. Chị Sương Lê hồi nãy là size số 2. Ok rồi em chốt cho chị Sương Lê bộ em đang mặc. 155.000 hai bộ, các chị mua một bộ lẻ thì giá của nó là 80.000. Giải đẹp nha các chị, giải nó mịn lắm nha. Giải này các chị mặc các chị cứ giặt mà giặt thoải mái. Rồi em đang mặc cái này là bi xanh riêu. Bộ này lên giúp giùm em là bi xanh riêu các chị, bi xanh riêu. Chốt em mã bi xanh riêu ha. Rồi em có bi đỏ nữa nè chị, cái bộ bi đỏ này cũng đẹp nữa nè. Chốt em mã bi đỏ. Cái chị muốn xem size số mấy nữa thì nói em nha. Muốn xem size số mấy nữa thì nói em. Em đang lên cái này là size số 2 đó. Trời nó đẹp mấy chị ơi. Nhìn cái lưng quần coi là thấy ghiền rồi đó. Rồi lên giúp em bi đỏ nha. Bi đỏ, bi xanh đen. Size số 5 chờ em tí xíu. Em lên size số 5 cho mình nha chị ơi. Rồi bộ này cũng đẹp nữa nè. Cái này cái chị lên giúp em mã M2 đi mấy chị. Cái bi này đen, bi xanh đen nhưng mà bi xanh đen nhuyễn nha. Nó nhỏ hơn cái bi hồi nãy. Lên giúp em mã này mã M2 đi các chị. Mã M2. Bộ này ống nhỏ. Quần dài mấy chị ơi. Bộ này quần dài. Bi xanh riêu size số 2 em chốt cho chị Nhung Mai. Bộ này là quần dài nha, quần dài. Bộ này nó tầm khoảng 50-52kg trở lại à. Em chốt cho mấy chị 50kg đi nha. 50kg đi các chị. Cho nó ok. Có size 5 nha các chị ơi. Có size 5 nha. Size 5 nhưng mà chị nào phải cao tí xíu mặt mới vừa nha. Chị nào phải cao tí xíu, gọn gọn người á. Thôi mặt nó hơi bị ôm đó. Rồi lên giúp em bộ này ha. 50kg trở lại. Lên giúp giùm em mã M2. Rồi em có bộ này là lên giúp giùm em là bộ bi đen luôn nè. Ủa chị, bộ bi đen nó chưa có chị. Rút ra giùm em. Bi xanh riêu em có một bộ một hả chứ ơi. Bi xanh riêu em chốt cho chị Nhung Mai là em hết rồi chị Sương Lê. Size số 7 em hết hàng rồi chị. 6, 7, 8 là em hết. Em còn 2, 3, 4, 5 à. Bộ em đang mặc, bộ em đang mặc cái màu này không có size số 3. Size số 3 nó là màu khác chị. Đây cái bộ sọc đen này rất đẹp luôn nè. Bộ sọc đen này em có size số 2. Các chị rút xong chị rút bi tím cho em luôn đi. Chưa có bi tím nữa. Bộ em đang mặc có size 60kg nhưng mà bi khác nha mấy chị.
Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc đen. Chị nào lấy bộ sọc này đi, bộ sọc này rất là đẹp luôn nè, chị nào size 2. Ok, leo lên luôn chị. Rồi chốt em bộ này nha, lên giúp em sọc đen size số 2 rất là đẹp với chị. Sọc đen. Rồi em có sọc tím cho các chị luôn. Size số 2 là mấy chị còn nhiều sự lựa chọn lắm, em có nhiều. Lên giúp giùm em cái này là sọc tím. Sọc tím giúp giùm em nha, sọc tím. Chốt em mã sọc tím các chị. Lên giúp giùm em là mã sọc tím. Sọc tím cẩm, rồi em có sọc tím quế luôn. Lên giúp giùm em là mã sọc tím Huế nha các chị đẹp nhà em, mã sọc tím Huế. Lên giúp giùm em là mã sọc tím Huế nha các chị đẹp, mã sọc tím Huế. Alo, giờ dừng nghe ạ. Dạ. Chị bao nhiêu ký chị? Dạ. À, bây giờ quan bây giờ rồi chị điệp một bộ bi xanh đen này bỏ riêng ra giùm em đi chị, với bộ bi tím nha chị, em lấy chị bộ bi xanh đen với bi tím là size số 2 nha. Rồi chữ hả, chữ chữ em không có size số 2, em có sọc thì em có size 2, chữ là chưa thấy size số 2 chị. Rồi em lấy chị sọc tím quế nha, rồi lấy bộ sọc tím quế đó đi chị đó. Rồi một bộ số 4 là nhầm chữ đi ha, một bộ số 4 là em lấy chữ cho chị, nhưng mà có chữ màu gì em lấy chữ màu đó được không? Rồi rồi size số 4 nha chị. Rồi rồi size số 4 chữ tròn không chị đẹp, có không chị xem mấy? Rồi đúng rồi, lấy cho chị bộ chữ đó đi. Rồi ok, của chị là 3 bộ ha chị. Dạ dạ dạ. Nè, chị lấy cho chị bộ sọc tím này đi, bộ sọc tím quế đó cho chị Hồng Tấn. Sọc tím quế em chốt cho chị Hồng Tấn, sọc đen em chốt cho chị Phượng Hồng. Bộ em đang mặc là chốt rồi đúng không chị? Bi xanh riêu. Bộ em mặc là bi xanh riêu cái chị nha. Bộ em đặt mặc là cái chị lên giúp giùm em là bi xanh riêu. Không, nè em đọc số điện thoại này chị. 0762 482 766. Sọc đen xe 2. Bộ sọc đen ở sau lưng chị kìa. À vậy là bi xanh riêu mình còn bộ đúng không? Bộ bi xanh riêu hồi nãy là chị chốt cho chị Nhung Mai một bộ rồi. Rồi còn rồi. Bộ bi xanh riêu em chốt cho chị Sương Mai một bộ. Ủa anh chị Sương Lê, em xin lỗi. Bi xanh riêu em chốt cho chị Sương Lê. Dạ em cảm ơn chị Trần Phước rất là nhiều. Bi xanh riêu cho chị Phượng Hồng một bộ. Rồi size số 2 tiếp tục nha các chị ơi. Size số 2 bộ này các chị lên giúp giùm em là mã đen nha. Cái này nó không phải là bi mà cái hình của nó giống như chiếc lá vậy đó mấy chị. Lên giúp giùm em là mã đen nha các chị, mã đen. Lên giúp giùm em là mã đen. Em đang lên size số 2 đó chị Phượng Hồng, là em lấy cho chị size 2 đó. Rồi lên giúp giùm em là mã đen đi các chị. Mã đen ạ. À. Mã đen nha.
rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã đen. Rồi mã này các chị lên giúp giùm em là mã tím cẩm. Chốt em mã tím cẩm. Chốt em tím cẩm nha các chị đẹp nhà em. Tím cẩm, bộ này size tầm khoảng 50-52kg trở lại là các chị mặc ok nè, bộ tím cẩm này nè. Rồi chốt em bộ này bộ tím cẩm. Rồi em có bộ này các chị lên giúp giùm em là bi tím. Chị Hưng Gia lấy size số 1 hả? Là mấy bạn nhà em lấy lộn cho chị hay gì chị? Lấy lộn hay là sao chị? Rồi bộ này size số 5 các chị ơi, bộ bi tím này là size số 5 nè. 65-70kg nè. Chị Hưng Gia lấy lộn hay là cái gì? Chụp hình gửi qua giùm em đi chị. Chật thì gửi lại em đổi size. Bi số lớn nhất là size số 5 á chị Ngọc Phượng. Chị Sương Lê đủ 2 bộ rồi chị. Tím cẩm em chốt cho chị Phượng Hồng. Rồi chốt em bộ này nha các chị đẹp nhà em. Chốt em bộ này các chị lên giúp giùm em là mã bi tím nha. Bộ này là size số 5 nè. 65-70kg. Chị nào mà 67, 68, 69, 70kg thì các chị cao tầm khoảng 1m55 trở lên. Cao cao tí xíu giúp em nha. Rồi bộ này là size số 5. Size số 5 em còn bi không à? Size số 5 là em còn bi tím, bi đỏ, bi đen nha. Rồi có chữ là em có chữ xanh, chữ tím. Rồi có sọc luôn. Chữ xanh, chữ tím, chữ đỏ. Nói chung là size 5 nó cũng còn kha khá đó các chị. Rồi cái chị đẹp nhà em ơi, size 2 em còn được có nhiêu đó đó. Em có bi tím cẩm với lại là em có bi tím quế nha. Chị muốn lấy bi nào thì các chị lấy. Bộ này là bi tím Huế giúp em nè. Rất là đẹp luôn các chị. Bi tím Huế. Rồi size 2. Rồi các chị muốn mua size số mấy nữa các chị? Các chị muốn mua size số mấy nữa em lên size đó cho mấy chị. Alo nhà Diệu nghe hả? Dạ. Cái đó hình như em hết size 3 rồi chị. Size 3 nó còn được một bộ, hai bộ gì đó. Nhưng mà nó màu cam với màu đỏ chị. Bi tím Huế em chốt cho chị Hồng Tuấn một bộ. Ok chị. Rồi em sẽ lên quần giả váy cho các chị nha. Rồi bộ bi này các chị có muốn xem nữa thì các chị nói em. Còn không thì em qua quần giả váy nha các chị. Qua quần giả váy. Em qua quần giả váy màu 130.000 một bộ. Còn bộ bi này muốn lên size mấy thì em lên tiếp cho các chị. Em đang mặc bộ này là bi xanh riêu nè, size 55kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa đó. Đây các chị. Bi xanh riêu. Ok chị Hưng Gia. Nếu mà chị gửi được cho em thì chị gửi lại em đổi cho chị. Còn nếu không thì chị nhả bên ra giùm em ha, lần sau em nhắc mấy bạn coi kỹ cái size cho chị. Cái này hơi đem xuống dưới hơi hớt ấy để nè bé thấy. Này nó dày nè. Bi tím size số 5, tím cẩm size số 5. Cái mã tím cẩm là em không có nha chị. Mã tím cẩm là em có mã chữ cho chị được không chị Ngọc Phượng ơi. Bi tím, em có bi tím cẩm nha. Còn cái mã tím cẩm đó là em chỉ có size 2 thôi. Ví dụ như chị lấy bi tím quế với bi tím cẩm thì em có size 5. Còn chị lấy bi tím thì chị lấy bi tím nào để em lấy cho. Dạ không có size số 6 nha chị Châu Thị Liên ơi. Em hết chân size 6 rồi. Rồi em lên quần giả váy cho các chị ạ. Quần giả váy màu. Bộ này là em có từ size 1 đến size 6 cho các chị nha. Ủa cái bộ quần giả váy. Bi xanh riêu không có size số 5. Bi xanh biển thì em có. Chị Ngọc Phượng lên cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Bi xanh riêu đó em chỉ có size số 2 thôi. Size số 5 là em có bi xanh này nè.
Cho em rút em bộ bi xanh biển đó đi chị. Size 5 đúng không? Size 5 em còn được có một bộ bi này nè. Giống như bộ hồi nãy em mặc size số 2 vậy đó. Đây bộ này em có size số 5 nè. Bộ này là tầm khoảng 70 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa nha. 70 kg cao trên 1m5, cao 1m55-56 trở lên giúp em. 1m55-56 trở lên giúp giùm em ha. Rồi chốt giúp giùm em. Bộ này lên giúp giùm em là bi xanh. Bộ giống cái bộ bi xanh đầu tiên nãy em mặc cho mấy chị đó. Còn được một bộ. Chị Ngọc Phượng lên cân nặng chiều cao giúp giùm em đi chị. Chị kêu em lấy size lớn nhất nhưng mà chị cân nặng và chiều cao là bao nhiêu? Em chốt cho chị Quỳnh Thị Xanh bộ bi xanh nha, bộ bi xanh biển. Tím cẩm cho chị Ngọc Phượng, tím cẩm 5 cho chị Ngọc Phượng, size 3 em không có màu xanh rêu. Size 3 là còn có cọc này đúng không chị? Size 3 em hết bi màu xanh luôn rồi chị. Size 3 em chỉ còn bi đen, bi tím, bi đỏ. Còn có 3 bi à. Size số 3 em còn được bi đen, bi tím cẩm, bi tím quế với lại là bi đỏ nha. Bi xanh em hết. Không có chị. Ôi, chị Ngọc Phượng ơi, em xin cân nặng chiều cao của chị không có cho em, với lại là kiểu chị có một bộ mà chị chịu lấy không, lấy thì chị chịu thì em lấy nha. Rồi em lên quần giả váy đi mấy chị. Quần giả váy 130.000 một bộ. Màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu hồng voi. Màu em đang mặc cái chị đẹp lên giúp giùm em là màu hồng voi nha. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng da. Chốt em màu hồng da. Chốt em màu này là màu cà phê sữa cái chị. Chốt em cà phê sữa. Bị trùng đó, chị bình luận lại đó chị. Bỏ ra bộ đi. Bỏ cái bill đó luôn đi chị. Chị Châu Thị Liên cân nặng và chiều cao bao nhiêu chị? Nãy giờ em thấy chị hỏi size 6 không mà giờ chị chốt size 5 chị mặc vừa không? Tại vì hàng này em đã sale xuống rồi mấy chị, nên là em sẽ hạn chế cái việc mà đổi trả của ha, nên là cái chị chốt kỹ size giùm em, vừa thì mình chốt, còn không vừa thì mình chọn mẫu khác giúp em nha mấy chị. Để mua về các cho xong mấy chị mắc công mấy chị mặc không vừa nữa rồi trả tới trả lui á. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cam đất nha các chị ơi, màu cam đất. Size số 5 70 kg nhưng mà cao 1m56-57 trở lên giúp em. Còn chị nào mà 70 kg mà lớn tuổi là lên size 6 giùm em, mà bây giờ size 6 em hết. Cái mẫu đó hết rồi thì thôi mình bỏ qua, mình chọn mẫu khác nha chị ha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu nho các chị, màu nho. Em cảm ơn chị Nguyễn Tuyền rất là nhiều. Màu nho các chị, màu này lên giúp giùm em là màu hồng đậm. Chốt em màu hồng đậm nha, màu hồng đậm. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đen. Chốt em màu đen các chị, màu đen. Chốt em màu đen ạ. Rồi size số em còn được cho các chị là màu, rồi màu này các chị lên giúp giùm em là màu đỏ đô các chị, màu đỏ đô. Màu đỏ đô em không có còn màu khác chị Long Chi. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh ngọc.
chốt giúp giùm em là màu xanh ngọc cái chị, màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc em còn được size 2 với size 6 thôi ha. Màu xanh ngọc. Rồi cái chị đẹp chốt giúp giùm em màu xanh ngọc. Màu này lên giúp giùm em là màu đỏ đô đi các chị, màu đỏ đô. Màu đen. Màu hồng đậm. Màu nho. Màu cam đất. Màu cà phê sữa. Màu này lên giúp em màu hồng da đi các chị, màu hồng da. Rồi. Màu xanh ngọc em hết size số 5 rồi chị Hội Vũ ơi. Màu xanh ngọc em còn size số 6 chị. Xanh ngọc em còn được size 6 nha. Size 4 hết luôn chị. Xanh ngọc em chỉ còn được size 2 với size 6 thôi. Rồi màu này các chị đẹp lên giúp giùm em là màu hồng da. Chốt em là màu hồng da các chị, màu hồng da. Đẹp quá. Màu này thì các chị đẹp lên giúp em màu hồng da. Ở phương này vui kịp sống trên nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Khi nào mấy chị biết, mấy chị nghe em ca là mấy chị biết em bán ế rồi đó. Màu cà phê sữa với em mấy chị. Lên giúp em màu này là màu cà phê sữa hả? Cà phê sữa. Lên giúp em màu cà phê sữa. Em hát nghe cũng được mà. Cà phê sữa size số 4 em chốt cho chị Kim Loan Trần. $130.000 một bộ chị. Số 4 đây nè chị. Rồi chốt giúp giùm em nha. Cảm ơn chị Kim Loan Trần. Rồi lên giúp giùm em màu cà phê sữa các chị. Cà phê sữa. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đậm các chị ơi. Hồng đậm này em còn được size 2. 2, 4, 5, 6 nè. Màu hồng đậm này rất là đẹp nè các chị. Hồng đậm này em còn được 2, 4, 5, 6. 130.000 một bộ chị. Rất là đẹp. Bé Thủy mặc bộ đồ này đẹp nè bé Thủy.
Rồi chốt giúp em. Ủa? Chốt em bộ này nha các chị ơi. Chị Lê Hồng chốt hai bộ gì vậy? Hai bộ gì mà xả vậy? Xả, chị nói với mấy bạn chốt đơn giùm em đi chị. Hồng đậm em hết size số 6 rồi chị ơi. Hồng đậm em hết size số 6 nha. Hồng đậm em còn được 2 4 5 mà 6 em hết rồi. À còn đây, chờ cái cọc size 6 nó nằm trên đây. Còn nha chị. Ủa cái này size 5 mà. Sao nó lộn cái cọc size 6 đây? Dối hết trơn. Rối hết trơn, lộn rồi. Hồng đậm em hết size số 6 nha chị Lê Hồng. Hồng đậm size số 4. Hồng đậm 4 còn đúng không chị? Hồng đậm 4 em chốt cho chị Kim Lân Trần. Màu em đang mặc là màu hồng đậm. Hồng đậm em còn được size 4 nè. Chị Hội Vũ có lấy không chị Hội Vũ? 4 năm luôn chị. Rồi vậy là của chị Lê Hồng là em xả hai bộ kia, nhưng mà bộ hồng đậm là em không có cho chị nha. Hồng đậm hết 6 rồi. Rồi lên giúp giùm em là màu hồng đậm, màu này đẹp nè các chị. 130.000 một bộ. Hồng phấn có size 1 không em? Màu hồng da hả chị? Có size 1 nha chị. Màu hồng da hồi nãy em mặc là có size 1 chị Nguyễn Ân. Rồi lên giúp em màu này, màu cam đất các chị. Màu cam đất. Màu em đang mặc là màu hồi nãy em mới vừa mặc xong mới là màu hồng đậm chị. Hồi nãy giờ em mặc cho cái chị màu đầu tiên là màu hồng voi nè, rồi tới màu hồng da nè, tới màu cà phê sữa, rồi tới màu hồng đậm. Màu này là màu cam đất. Rồi lên giúp giùm em màu cam đất cái chị. Ủa em trả lời cái chị nghe rõ không cái chị? Em trả lời cái chị nghe rõ không ạ? Vâng, với em màu này màu cam đất. Ok các chị. Rồi màu đỏ đô. Xe số 6 em còn màu đỏ đô nè chị Lê Hồng ơi. Chị Lê Hồng lấy không? Màu đỏ đô với màu hồng đậm nó cũng xem nhau tí xíu á chị. Chị thích màu tối tối là xe 6 em chỉ còn được màu đỏ đô với màu đen. Nha, màu tối chị thích là size 6 em còn được màu đỏ đô với màu đen á. Màu nho em cũng hết, màu hồng đậm em cũng hết rồi. Rồi bộ hồng đậm màu đỏ đô này em còn được size 4 với size 6 rồi các chị, em hết size 5 luôn rồi. Size 5 hết luôn rồi đúng không chị, còn bộ nào không? Có xả ra được bộ nào không? Rồi hồng đậm hết 5 luôn nha. Ủa quên, màu đỏ đô em hết size 5 luôn. Em đang mặc size 4 bây giờ nó hơi rộng nha các chị. Rồi em lấy đỏ đô size 6 cho chị Lê Hồng nha. Rồi đỏ đô em còn được size 4 các chị. Em còn được bộ size 4. A à, đỏ đô size 2 qua chốt luôn à. Rồi chốt em mã đỏ đô nha. Đỏ đô em còn được một bộ size số 4 các chị đẹp nhà em ơi. Rồi màu đen. Màu đen em còn được size 1, size 2, size 5 và size 6. 1, 2, 5, 6 các chị. Size 5 màu hồng đậm em chốt cho chị Hội Vũ. 3 bộ ton tay ngắn hả chị Rosie Đòn? Size số mấy chị Rosie Đòn ơi, để em dơ bông lên cho chị chọn. Bộ tay ngắn mà 115.000 quần dài á đúng không chị? Đỏ đô size số 4 em chốt cho chị Nguyễn Mai. Ok chị Nguyễn Mai. D
đen em còn được 1256 á chị. Màu đen em còn được 1256 cái chị đẹp chốt giúp em ha. Size 2 quần dài hả? Rồi chị chờ em tí xíu nha, em dơ bông lên cho chị coi. Màu đen là bao đẹp rồi chị đẹp ơi, màu đen dễ mặc lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đen, đen em còn 1256. Size 6 cũng còn được có 1 bộ à, lấy luôn lấy 2 bộ đi chị Lê Hồng ơi, mẫu này đẹp nè. Mẫu này dễ mặc. Rồi màu cuối cùng là màu nho. Màu nho em còn được có size số 5 với size số 2 à các chị. Nho em còn được 2 với 5. Bộ này để em coi size 1 hay là size mấy đây. Rồi bộ này size 2 luôn. Đen 6 em chốt cho chị Lê Hồng. Ok chị, là em hết đen 6 luôn nha các chị. Rồi màu này lên giúp em màu nho. Màu nho còn được size 2 với size 5. Cái tên này nghe đọc lên nó mắc cười, cái tên này nó ghê lắm đó chị. Màu nho. Màu nho, màu lam hả? Rồi chốt giúp giùm em màu này các chị, màu nho. Nho em còn được 26. Ủa anh 25. 5 đây. 5 nó nằm giấu, giấu mình. Rồi, màu xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được size 2 với size 6. Chị kêu chứ. Cái màu đó nó hơi nhạy cảm á chị. Màu đó hơi nhạy cảm nên mỗi lần em nói là em cười tủm tỉm. Lên giúp giùm em màu này là màu xanh ngọc. Chốt em màu xanh ngọc cái chị, xanh ngọc em còn được size 2 với size 6 cái chị đẹp chốt giúp em ha. Cái màu này đẹp quá chừng luôn á chị. Lên thôi phối với bi vàng nữa rất là đẹp luôn ha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh ngọc cái chị. Rồi em qua mẫu nha. Trước khi qua mẫu để em dơ cái size số 2 quần dài cho chị ấy coi cái. Rồi số 2 quần dài 115.000 một bộ nè chị Rosie Đòn ơi, chị Rosie Đòn còn trên like không? Mã này chị lên giúp giùm em mã M15 ha. Mã M15. Lên giúp giùm em mã M15 các chị, mã M15. Chốt em mã này mã M18. M18. Chốt em M18 chị, M18. Bữa nay cho bé Thủy chốt đơn nha chị đẹp, like với em tới chiều luôn nha chị đẹp. M15 em chốt cho chị Rosie Đòn. Bữa nay chưa đủ chỉ tiêu, chưa được nghỉ. Bữa nay chưa đạt chỉ tiêu, chưa được nghỉ. Phải like chừng nào đạt chỉ tiêu mới được nghỉ. Rồi chốt chúng giùm em mã này mã M19. Mã M19 giúp em mấy chị, mã M19. Chốt em M19. Dạ bữa em mượn bộ đồ của bé Thủy em đi đặt hàng coi. Đó nó dễ thương quá à, đẹp. Lên giúp em mã M19 nha các chị, M19.
Rồi bộ này lên giúp giùm em là M20. Chốt giùm em mã M20 cái chị, M20. Rồi, size số 2 em còn được nhiêu đây hả chị Rosie Đòn ơi? Còn được có 4 họa tiết hả chị? Mã M20. Rồi em qua mẫu cho cái chị nha, qua mẫu khác. Các chị đang xem chấm và chia sẻ lên giúp giùm em đi các chị, em lên một cái lô một cái mẫu sale cho các chị nha. Đây là để tối thôi. Là để tối mình sale. Tối nay em mở là em phụ chị đi với chị sale tả mấy mẫu này. Buổi trưa mấy chị ngủ trưa hết rồi. Mã M17 em hết rồi chị. Giả váy 68 kg mà size số 5 chị Mỹ Hạnh Lê ơi. Size số 5 là em còn được màu hồng voi. À size số 5 em còn được màu xanh ngọc. Chị gì hồi nãy hỏi em quên mất tiêu rồi. Em báo hết xanh ngọc, em xin lỗi chị. Còn được con bộ này chị ơi. Nó nằm tuốt ở dưới đó, em không có thấy. Rồi xanh ngọc size 5 còn 3 bộ luôn. Rồi màu xanh ngọc em còn size số 5 luôn nha. Em còn size 5 luôn. Hồi nãy chị đẹp nào hỏi em nè, chị còn trên like không chị? Hình như chị Hội Vũ đúng không? Chị Hội Vũ hỏi em nè. Xanh ngọc em còn size 5 nha chị Hội Vũ ơi. Chị có muốn lấy size 5 thì em lấy cho chị nha. Xanh ngọc size số 5 em chốt cho chị Hội Vũ, ok. Dạ váy bông dài chưa biết cô Mai ơi. Bây giờ là con hỏi chị Tư, con chỉ không có trả lời nữa. Hỏi chừng nào có đồ là chị gửi lên rồi, còn hỏi là không biết nữa cô. Tại vì hỏi là con hối hối mà không không đúng hẹn cái con la cái giờ ba nghỉ nói luôn rồi. Cô Phạm kêu anh đặt hàng thì cọc cạc lại giúp giùm con nha cô. Xanh ngọc size số 5 em chốt cho chị Mỹ Hạnh Lê Thị. Ok chị. Size 3 hết màu xanh ngọc. Kg chị cao bao nhiêu chị Lê Hồng? Tại vì hẹn đồ mà không có lên á, con hẹn với mấy chị con lên like, con lên con thông báo hết trơn rồi. Hàng mới về thì hay thông báo để cho cái chị với cái cô đón xem á, mà không có hàng á. Với lại là hàng bây giờ không biết nữa cô ơi, không không nhiều khi thợ trả về nhưng mà chị Tư con chỉ làm không có kịp á. Với lại là hàng giả váy bông hình như là đang mai đó, chắc cũng gần có rồi đó, 2 3 ngày gì nữa có. Nhưng mà không biết là chính xác là ngày nào. Chị Lê Hồng ơi, chị Lê Hồng cân nặng với chiều cao bao nhiêu? Chị 68 kg mà chị cao 1m55 hả? Nhưng mà chị tròn người nhiều không chị? Nếu mà tròn người nhiều với lớn tuổi thì lên size số 6. À, còn nếu mà eo 92, 93 trở lại, thích mặc ôm thì chị lấy size số 5. Size 5 chị phải nới ra hả? Vậy chị lấy size 6 chị mặc vừa rồi. Nếu mà size 5 mà chị mặc chị nới ra là size số 6 chị mặc vừa chị nha. Size số 6 là eo nó tầm khoảng 97, 98 đó. Nói chung là eo tầm khoảng 100 dưới 100 là mình mặc được size số 6. Rồi.
Đây em còn mấy bộ này nha. Em còn mấy bộ này. Em còn mấy bộ này em sale cho cái chị đẹp nhà em luôn. Mấy bộ quần giả váy nè. Lần trước size 5 vừa hả? Sao là chị nói sao em không có hiểu chị. Thôi chị lấy size 6 đi cho nó chắc ăn đi chị. Nếu mà chị nói vậy thôi chị lấy size 6 cho chắc ăn đi. Về có rộng tí xíu thì mình nhấn ben vô cho nó vừa ha. Size 5 thì sợ nó chật. Tại vì em không biết là cái form, cái tạng người chuẩn của chị là nó như thế nào nữa. Nên là nếu vậy thì chị lấy size 6 đi cho chắc ăn. Rồi bộ quần giả váy lỡ hàng cao cấp với chị, hàng 100 sao 150. Hàng 150 ha, bữa nay còn có mấy bộ à. Bộ này hôm bữa mình sale nhiêu chị? 135 hả bé Thị? Rồi bộ này bữa nay em bán cho cái chị đẹp nhà em 125.000, chị nào mua được thì mua giúp em ha. Rất là đẹp luôn nè. 125.000 cái chị đẹp. 125.000. Quần giả váy lỡ giúp em nha, quần giả váy lỡ. Nó rộng thì nó dễ chị. Ví dụ như nó rộng cái áo một tí xíu thì mình nhấn ben vô cái nó vừa lại ha. Còn chật á chị phải nới ra cái nhiều khi nó không có ấy, thà bóp vô nó dễ hơn. Thôi bán 120 luôn đi mấy chị ơi. Bán cho mấy chị 120 luôn nha, còn có 2 3 bộ à. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đỏ đô đi cái chị, đỏ đô em còn được size 2 với size 3 nè. Quần giả váy lỡ, chất co giãn 4 chiều giúp em luôn ha. 120 luôn, chị nào lấy giúp em luôn à. 120. 120 em còn được size 2 với size 3. Size 2 55kg trở lại mặt vừa, size 3 là 60kg. Màu đỏ đô em còn được một à, em còn được một bộ size 2, hai bộ size 3. Còn ton không em? Còn nha chị Hương Trương ơi, chị Hương Trương muốn mua ton dài, ton lỡ hay là ton nào chị? Rồi bộ này bộ bông vàng cái chị. Bông vàng em còn được bộ size 3 này, 120.000. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Chất vải cao cấp luôn nha. Xịn co giãn 4 chiều nha. Mấy chị co giãn mạnh nha. Rồi bộ bông vàng 120 luôn. Chốt em mã bông vàng. Lên giúp em mã bông vàng cái chị. 120. Bông vàng em còn được bộ size 3 55-60kg. Chị đẹp nhà em mặc vừa. Size 3 đỏ đô cho chị Nguyễn Mai. Rồi bộ này là 125 quần dài. 125 quần dài cái chị đẹp nhà em. Lên giúp em mã bông hồng, em còn được một bộ. Nền xanh đen lên bông màu hồng. Quần giả váy dài. Lên giúp giùm em mã này nha, lên giúp em mã bông hồng quần dài 125.000. Rồi em còn bộ 125.000. Rồi hết nha các chị đẹp nhà em, hết quần giả váy. Hết quần giả váy. Rồi bộ AT Mỹ 100.000. Bộ AT Mỹ 100.000 bi trắng giúp em. Em còn được 3 bộ, size 55 đến 60kg các chị đẹp nhà em mặc vừa. Chốt em mã bi trắng các chị. Bi phối với solen rất là đẹp luôn nè, 55 đến 60kg. 100.000 một bộ AT Mỹ. Tay dúng rất là đẹp luôn nha. Rồi chốt giúp giùm em mã bi trắng 55 đến 60kg mặc vừa. Chốt em mã bi trắng cái chị. Bi trắng. Bông hồng dài cho chị Nguyễn Mai. 125.000. Rồi lên giúp em bi trắng, em còn được 3 bộ ha. 55 đến 60kg. 100.000 chốt AT Mỹ xịn sò phối solen giúp em luôn. 100.000. Rồi tiếp tục cái chị đẹp nhà em ơi, lên bộ gì đây? Bộ gì cho mấy chị nữa đây ta? Đó xả mẫu sọc đó, thấy không?
mà giờ mấy chị không có coi nữa nè. Mình offline đi, tối mình chụp sức, tối mình like, tối mình xả. Còn có ba mấy bốn chục chị coi, một giờ mấy rồi. Không, bạn nào cũng vậy chứ, đem xuống là không bao giờ like. Ừ. Đem xuống ngươi là like mẫu khác không ạ, mẫu đó không có like được. Dạng như đánh lừa vậy đó.